Ngày 12 tháng 3, đại biểu Quốc hội Cơ So Hờ Bơ Kháp, hay còn gọi là Cơ So Phước Hà, trưởng Công an thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, xác nhận không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Cơ So Hờ Bơ Kháp là một trong những đại biểu có phát ngôn ấn tượng được nhân dân quan tâm và làm nóng nghị trường trong thời gian qua. Theo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, các đại biểu Quốc hội của tỉnh Gia Lai khóa 14 đều không tái ứng cử để bầu vào Quốc hội khóa 15. Hiện tỉnh Gia Lai có 4 đại biểu Quốc hội gồm ông Hồ Văn Niên, trưởng đoàn, bí thư tỉnh ủy Gia Lai, ông Đinh Duy Vượt, phó trưởng đoàn, ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông Rơ Ma Tuân, chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, và bà Cơ So Hờ Bơ Kháp, hay còn gọi là Cơ So Phước Hà, trưởng Công an thị xã Ayunpa.